Em thấy giáo trình học ở IPP rất là hay, những cái từ vựng mới mà cô giáo đã cho em rất là hữu ích. Xin chào mọi người, mình là Minh Hoàng. Mục đích của em thì trước hết nó vẫn sẽ là để tìm kiếm một con đường để dễ dàng hơn để vào đại học là một, và thứ hai nó cũng sẽ IELTS nó cũng sẽ giúp em có một cái nền tảng tiếng Anh chắc hơn để bước vào con đường đại học. Lần đầu tiên em nghe đến IPP là do bạn em giới thiệu, và sau khi em có làm bài thi thử đầu vào ở đây và cũng như ở một số chỗ khác thì em thấy là IPP có feedback rất là rõ ràng và nêu ra những điểm em cần cải thiện, vì vậy nên là em đã chọn IPP để học. Khóa mà em học là khóa chuyên sâu về writing với cả speaking. Thì đầu tiên là về writing thì em thấy giáo trình học ở IPP rất là hay, có thể cho em nhiều những cái cấu trúc và nhiều những cái thân bài để em có thể áp dụng vào những cái bài writing khác nhau, cũng như là rất là đa dạng những cái chủ đề của writing, cả task 1 lẫn task 2. Còn về speaking thì em thấy là những cái từ vựng mới mà cô giáo đã cho em rất là hữu ích, và cũng như những cái buổi thực hành thì nó rất là có ích để em luyện tập tiếng Anh của em, cũng như là phát âm của em. Em học buổi lý thuyết là cô Anh Thư và buổi thực hành là cô Ngân ạ. Về cô Ngân thì em thấy cô có một nền tảng kiến thức rất là chắc, và cô có một cái khả năng để truyền đạt cái kiến thức đấy tới bọn em, cũng như là làm thế nào để bọn em hiểu nó một cách tốt nhất. Còn về cô Ngân thì cô có một cái năng lượng rất là tích cực, và em rất thích phát âm của cô, tiếng Anh của cô, và cũng rất là biết cách để làm cho cái bầu không khí nó trở nên vui vẻ, vui nhộn hơn trong mỗi buổi học. Em nghĩ là kỹ năng speaking của em, tại vì trước khi tham gia khóa học này thì speaking của em khá là yếu, bởi vì em rất là ít nói chuyện bằng tiếng Anh, cũng như là em rất ít kiểu tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày ấy. Thế nên là kể cả em có một cái ngữ pháp tốt thì em cũng không thể nói được trau chuốt một cách hoàn thiện. Và sau khi tham gia khóa học thì nhờ vào những cái buổi lý thuyết và thực hành mà em đã được trau dồi rất nhiều kiến thức về speaking. Em xin gửi lời cảm ơn đến cô Anh Thư và cô Ngân, là hai giáo viên mà đã dạy em trong cái khóa học của em, vì đã theo dõi em rất sát sao và cũng như là chấm bài writing với cả speaking của em và có những feedback rất là cụ thể. Tiếp đến là em cảm ơn các chị đã hỗ trợ, học viên đã theo dõi bọn em rất sát sao và cũng như là cung cấp cho bọn em những cái thông tin và những cái lịch học rất là cụ thể.